Xin chào bạn, bạn đang chuẩn bị làm nhà ống ở kết hợp kinh doanh. Bạn hãy đăng ký kênh Nhà Đẹp NTN để tham khảo mẫu thực tế này và nhiều mẫu mình đã chia sẻ trên kênh. Hôm nay thì mình đang có mặt tại thị trấn Kinh Môn, Hải Dương để thăm lại một cái công trình mà do mình tư vấn phong thủy và thiết kế cách đây hơn một năm. Và xin mời các bạn đi vào bên trong để tham quan ngôi nhà. Đó. Ngôi nhà đang có cái mảnh đất có chiều sâu rất là sâu, khoảng 30 mét, hơn 30 mét luôn ạ. Đấy. Toàn bộ cái không gian này là để kinh doanh bán hàng. Và ngôi nhà đang có chiều rộng mặt tiền là 5,5 quý vị nhé. Đấy, cái phòng khách này. Ngôi nhà thì mới xây dựng xong, đang trong quá trình hoàn thiện nên là bác chủ chưa kịp sắm nội thất đâu quý vị ạ. Thiết kế 3 bậc để đi lên phòng khách thể hiện sự sang trọng hơn. Phòng khách này được 9 mét không anh nhỉ? Đến cầu thang được 9 mét không? Từ đây đến cầu thang được 9 mét không? 9 mét. 9,5-45, phòng khách quá rộng luôn. Cái cầu thang này sau anh có làm lấy hệ tủ không? Đấy, chưa kịp làm. Không có sắp được mỗi tiền đồng thôi. Vâng. Chưa kịp làm. Khoang thang gỗ kính nó rất là đẹp và nó thể hiện cái sự sang trọng, thoáng sáng của ngôi nhà. Mặt bậc là 1m2 quý vị nhá. Cầu thang vuông 2 chiếu nghỉ. Đó, tiếp đến là cái không gian của phòng ngủ. Phòng ngủ này đang có diện tích khoảng 17-18 mét vuông. Đó, tiếp đến là cái khoảng phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh chung của tầng 1. Và đằng sau vệ sinh chung là có một cái khoảng giếng trời. Mình rất tiếc là bác đang thiết kế là cái cửa hơi bé. Chúng ta có cái giếng trời đằng sau, chúng ta làm cái cửa sổ to như cái cửa buồng của anh ấy. Vì nó sẽ thoáng đẹp hơn rất nhiều luôn. Tiếp đến là không gian của phòng bếp. Có diện tích khoảng 20 mét vuông. Bếp thì bác cũng mới làm xong. Đang trong quá trình hoàn thiện tủ thì bác dùng tủ cũ, tủ mới là nó sẽ đồng bộ vào cái khoảng đó. Ở phía đằng sau này còn rất là rộng luôn, vua mèo. Mấy vua mèo bây giờ giải nghệ rồi các bác ơi. Và ngôi nhà này đang có chiều sâu, riêng ngôi nhà là 22 mét, còn cái khoảng phía ngoài không tính đâu ạ. Vâng, bên ngoài 11 mét nữa, kinh doanh thoải mái luôn. Mời quý vị đi lên trên để tham quan tiếp không gian tiếp theo. Cầu thang vuông 2 chiếu nghỉ. Đấy, cái phần đá phần đá thì các bác lại dễ tính quá rồi. Đúng ra là không cho thợ ghép đá như này, phải cắt chiếu nghỉ ở giữa và để cái ốp đá này nó chìm xuống nhá quý vị nhé, thì nó sạch. Đấy, đã cầu thang vuông 2 chiếu nghỉ thì các bác nên cắt những cái chiếu vuông ở giữa cho em cho nó đẹp, chứ khi làm đá như thế thì rất là xấu. Các bác làm đá là không có tâm lắm. Đá thì rất đẹp đấy, nhưng mà đi bán cho gia chủ cái chiếu nghỉ như thế. Khu vực hành lang rất là thoáng rộng luôn. Phòng ngủ chào bà lóc nhà. Không là tầm nào. Phòng ngủ đẹp không quý vị ơi? Và cái cửa kia là cửa để thông ra giếng trời quý vị nhé. Đấy. Và WC thì vẫn trên một trục đứng. Thiết kế WC trên một trục đứng như này thì chúng ta sẽ rất tiết kiệm trong quá trình xây dựng. Và nó cũng không bị phạm những cái lỗi mà chúng ta hay gặp. Khu vực trên bếp là làm phơi hết đúng không anh? Khu phơi, khu giặt, sân chơi. Ui, trên này mát quá luôn. Đấy, cái khoảng giếng trời thông như này. Cái nhà ống mà mình thiết kế là rất hay có những cái khoảng giếng trời của phòng vệ sinh. Nó vô cùng ý nghĩa khi các bạn vào sử dụng, các bạn sẽ hiểu ạ. Chào bà lóc nhà nhé. Lóc nhà uy tín. Đi về phía trước. Cái phòng to phía trước này là phòng thờ đấy. Chấn rồi, phòng to lên trên rồi. Lên trên rồi à? Đây là phòng này phòng ngủ. Phòng ngủ, phòng chờ của các trò. Không. Phòng này cũng 20 mét vuông hết các bạn nhé. Đấy. Vuông vắn rộng rãi, sạch sẽ. Đảm bảo cái chiếu nghỉ nhà mình, ông Hà ông rất kỹ tính mà để người ta làm đá ván như thế. Nhất ra phải cắt một cái vuông vuông ở giữa. Đúng không? Tính anh rất cẩn thận mà tại sao anh lại dễ tính ở cái chỗ đấy? Phòng ngủ này cũng hơn 20 mét vuông quý vị nha. Phòng đẹp nhất luôn phía trước này. View ban công. Trên ban công này làm cái tay vịn kính nữa. Phòng nào cũng rộng luôn. Anh lát cái gạch nền này sạch đấy, nhưng mà tại sao lại không cho làm âm xuống này? Cái này là quên hôm không có nhà nên là tao đã làm xong rồi, xuống tầng dưới mới làm. Cả gạch cả đá là đều không cho âm. Thỉnh thoảng là bà lóc nhà bà lại phải dọn rồi. Đấy, cái đá này nhận ra là anh phải cho cắt vuông ở đây này. Đúng. Anh chỉ cần cho miếng trắng hoặc miếng đỏ vào giữa là ok. Xong cắt bốn góc như cả bánh trước nhé. Cái đá đắt không anh? Phòng thờ lên trên. Đó. Và hướng này thì đang là hướng đẹp của bác này. 73. Động tính mệnh. Đấy. Và trên này là cái sân BBQ phục vụ cho các bạn trẻ. Mong muốn của các bạn trẻ là sân BBQ có thể lẩu nướng hoặc là cà phê các thứ trên này. View ra. Chỗ này là thị trấn Kinh Môn hả anh?
À, thị xã Kinh Môn. Đấy. Cái đền gì ở trong này lúc nãy em vừa đi qua? Đền Cao Văn Phụ đúng không? Rồi, tí nữa là em về em vẫn phải đi qua đấy đúng không? Đi thẳng đường này được không? Đi thẳng cũng được, nhưng mà đi về cầu Treo thì tốt. Nếu biết đường thì cứ đi đường cũ đi. Đi đường cũ dễ đi hơn đúng không? Sang đây cái xuống cầu Treo ấy. Trên cái mái này thì nó còn những cái thanh inox để nó đỡ cái kính và có lợp kính ở trên cái mái này quý vị nhá. Chưa nào. Bác chủ là đang tạm ngưng đã. Đây quý vị ơi, nhà ống thì nó rất hạn chế. Nhiều nhà là hạn chế cả ba bên thì những cái khoảng giếng trời để nó thông khí rất là quan trọng quý vị nhá. Trời này làm 80 đến 90 luôn, đừng nên làm nhiều nhà làm rộng quá, phải treo đất. Rộng quá là nó lắng. Lắng, treo đất rồi. Trời này không lắng, nó sáng trắng như này. Vâng. Đây là nhà 80 đến 90 luôn. 80 cùng lắm 1 mét thôi. Nhiều nhà làm quá xong lại phải căng dây đấy. Đây cái khoảng thông tầng đây quý vị ơi, cái khoảng thông tầng đây. Đấy. Cái khoảng thông tầng này nó vô cùng ý nghĩa quý vị nhá. Cái nhà ống và cái phòng vệ sinh của chúng ta khi mà có cái khoảng thông tầng này, cái phòng vệ sinh nó cực kỳ sạch sẽ thơm tho luôn. Đó. Cái cửa này của bác là vừa cửa kính vừa cửa lưới này, lúc nào thích yên tĩnh thì để vào đấy, lấy sáng này. Mở cả hai bên mà đóng. Và cửa này mở 3 lớp quý vị nhá. Lớp đầu tiên là lớp kính này, sau lớp chắn mũi này. Còn lớp này lớp chắn nắng này. Đấy, chắn nắng như nó vẫn có tác dụng thông khí đây này. Thông khí và thông khí rất nhỏ luôn. Cửa 3 lớp đây quý vị ạ. Lớp lớp mà lớp này là 2 triệu. Cái 2 lớp này là 3 triệu. 3 năm chục. Là 2 cái lớp, một lớp lọc không khí, một lớp lọc côn trùng này. Đấy ok. Đấy thực sự vào cái phòng vệ sinh nó rất là khô thoáng mà anh thấy nó không có mùi mét gì luôn. Đúng rồi, nó thơm. Và hơi tiếc là anh còn chưa mở cái trần nhá. Cái ô thoáng này anh mở cái trần lên nó còn thoát khí hơn này. Đấy. Nhưng mà em có ưng cái phòng ngủ đấy không? Em có thấy nó thoáng không? Có ưng cái giếng trời ở chỗ phòng ngủ đấy không? Em thấy nó cũng được anh ạ. Chưa khu vực này chưa nào vào giếng trời phòng vệ sinh đâu. Hơi ồn đúng không? Nó hơi ồn. Hơi ồn thì lúc nào mình sai đấy, hơi ồn. Mình cần yên tĩnh thì mình đóng nó lại. Em yên tĩnh em làm phòng này đi. Rồi, à làm xong phòng bên này đi. Đây hôm nào mà phòng là sang đây, hôm nào mà tự thoải mái sang kia. Rồi. Nhưng mà phòng thích ngủ riêng rồi ngủ chung. Ông xã nằm phòng khác đấy. Hôm mình nằm phòng bên này. Hôm nào đoàn kết thì sang phòng xã. Hôm nào mà rỗi rỗi thì là người phòng mỗi người phòng, mấy em sang bên kia cũng nó chết thì. Thực sự xây cái nhà ống nó bị giới hạn ở hai bên mà xong vào cái phòng nào nó cũng thoáng như thế sướng, đúng không? Thế còn anh chị làm buôn bán đấy thì cũng gặp nhiều nhà ống. Nhưng mà nếu có nhà ống tự xây là hay làm bí lắm. Đúng rồi, thường ba là và những nhà ống người ta hay là bí lắm. Vâng. Nhưng mà nhà em cũng thoáng. Vâng, cảm ơn anh chị nha, cảm ơn khán giả nha. Em